Xin chào đã quay trở lại. Lâu nay các anh em mà khi mà nghe tới những định nghĩa như là laptop gaming, laptop văn phòng, workstation nè, hay là laptop chơi game, vân vân và mây, chắc là anh em cũng quá là quen thuộc với những định nghĩa rồi đúng không? Và cũng có thể là xác định được nhu cầu, định hướng khách hàng là ai. Thế thì có một định nghĩa nó cũng khá là mơ hồ và cũng khiến cho nhiều người nhầm lẫn đó. Đó chính là business laptop. Vậy thì business laptop là gì? Nó khác với những cái định nghĩa khác ở đâu? Hãy cùng tìm hiểu sau intro này nhé. Vậy thì business laptop chính xác là gì? Mình sẽ cắt nghĩa nó ra ha. Business là hướng tới doanh nghiệp. Vậy thì business laptop nó sẽ hướng tới hai loại chính, đó chính là văn phòng và workstation. Để cho các bạn dễ hình dung hơn thì mình sẽ đem đến cho các bạn đây hai dòng máy. Đến từ nhà HP này, HP EliteBook X360 1030 và 1040. Đó. Hai máy này nó không khác gì nhau hết, nó chỉ khác về kích thước thôi. Một bên là 14 inch, một bên là 13.3 inch. Thì hai em máy này nó không khác gì nhau ha. Thì mình sẽ tạm thời bỏ một em máy một bên ha. Mình sẽ xong thích một em máy thôi. Rồi. Thì điểm sáng nhất ở trên em máy này đó chính là phần thiết kế. Thì các bạn thấy đó, những chiếc máy cao cấp, thiết kế của nó thường rất là tối giản. Như chiếc HP EliteBook X360 ở đây thì toàn bộ máy được làm đồng bộ màu sắc theo nhà sản xuất HP gọi nó là màu bạc ánh trăng. Logo HP thì được làm bóng lên thì nó là điểm sáng duy nhất, tạo cảm giác không bị nhàm chán khi nhìn vào chiếc máy này. Tuy là bên ngoài trông rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn toát lên phần nào đó tinh tế khi mà máy được cắt vát kim cương, trông rất gì mà này nọ luôn. Lý do mà thiết kế của những em máy doanh nhân, đặc biệt là em HP EliteBook X360 này, nó không quá màu mè hay là nó rất là tối giản, đó chính là nó sẽ tránh mất tập trung khi làm việc trong các doanh nghiệp lớn và nó sẽ tăng hiệu suất làm việc hơn rất là nhiều đó. Cái thứ hai đó chính là về độ bền. Thì chiếc máy HP EliteBook X360 này được làm từ hợp kim kim loại nguyên khối, thế nên là độ chắc chắn của vỏ máy nè, độ bền khi mà bị va đập mạnh dẫn đến hỏng hóc phần cứng bên trong của máy cũng được giảm tới mức tối thiểu nhất. Ngoài ra, phần màn hình cũng được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5 giúp tăng khả năng sống sót cho màn hình không bị nứt vỡ hay là hỏng hóc khi rất va chạm. Điều thứ ba đó chính là một business laptop hướng tới, đó chính là khả năng tối ưu khi làm việc. Ví dụ như là các anh em á mà gõ phím, gõ văn bản trên những chiếc máy cao cấp như là HP EliteBook X360 này đi, thì nó tất nhiên là hãng sẽ trang bị cho đó một cái bàn phím phải nói là rất chi là sướng luôn. Với layout rất là quen thuộc, bề mặt bàn phím lớn cùng với đó là hành trình phím rất là sâu, tạo cho anh em cảm giác bấm rất là sướng, rất là đã. Thêm vào đó là cổng kết nối cũng rất là đầy đủ cho anh em máy HP EliteBook X360 này, từ hai cổng USB 3.1 hai bên này, một cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt 4. Đó thì đó cũng giúp cho các bạn là tha hồ cắm những thiết bị ngoại vi như là xuất màn hình, xuất màn hình rời mà không cần đến bộ chuyển đổi hub. Đối với anh em văn phòng mà máy đã hỗ trợ tối ưu như vậy rồi, vậy thì những anh em làm thiết kế thì em HP EliteBook X360 này nó sẽ hỗ trợ như thế nào nữa? Làm về đồ họa thì màu sắc cũng được tối ưu rất là tốt. Với vì màn hình mỏng rất là sexy, cùng với đó là các thông số liên quan về màu sắc cũng rất là ấn tượng, như là sRGB lên tới 98%, DCI-B3 thì 80% và 80% Adobe RGB. Từng ấy thông số thôi cũng đã đủ hiểu rằng màu sắc trên chiếc HP EliteBook X360 này tối ưu tốt như thế nào cho các anh em dân đồ họa chuyên về màu sắc như thế này rồi. Tất cả các chi tiết này được hiện lên một cách rất là chân thật, độ tương phản cao, màu đen sâu tạo cảm giác rất là tốt cho mắt nhìn. Ngoài ra thì hai em máy HP EliteBook X360 này nó còn hỗ trợ xoay 360 độ. Đây, đó. Màn hình cảm ứng này. Đó. Và còn có bút nữa. Điều này sẽ rất là tốt cho những anh em mà làm về thiết kế hay là vẽ storyboard đó nha. Điểm thứ ba mà các dòng business laptop thường được trang bị rất là đầy đủ đó chính là bảo mật. Thì nói về em máy HP EliteBook X360 này đi, nó được trang bị rất là nhiều những tính năng bảo mật khác nhau. Đặc biệt là các phần mềm thuộc HP phát triển như là HP Sure. Ví dụ như là HP Sure Click giúp chặn các phần mềm độc hại trong máy ảo riêng để bảo vệ máy tính của các trang web cũng như là tệp đính kèm ở định dạng PDF v.v. Hay là HP Sure View, chỉ với một nút bấm thì tất cả những gì hiển thị trên màn hình chúng ta đều bật bảo mật. Bonus thêm một cái nữa đó chính là HP Sure Recover. Hệ thống này nó sẽ giúp cho các bạn khôi phục nhanh chóng, an toàn và chỉ bằng kết nối mạng. Ngoài những tính năng kể trên thì máy nó còn hỗ trợ rất là nhiều tính năng khác bảo vệ cho sự an toàn của chiếc máy của bạn khỏi những cuộc tấn công mạng nè, hay là vô tình dính phải virus. Thì điều này cũng rất là cần thiết cho những doanh nghiệp nói chung và các businessman, các doanh nhân nói chung. Nói riêng. Điều tiếp theo mà mình muốn nói đó chính là linh kiện thuộc dòng Best Choices. Từ CPU nè, cho đến ổ cứng, hay cho đến RAM, pin, đó. Tất cả đã đều được làm rất là tốt, rất tối ưu cho nhu cầu làm việc của từng ngành nghề. Với con chip i7-1165G7, RAM lên tới 16GB thì mọi tác vụ liên quan tới văn phòng đều được làm rất là mượt mà, rất là nhanh nhạy. Hay là đến với những tác vụ khác như là đồ họa, như là dựng video đây, blend màu này thì chiếc máy vẫn thực hiện rất là tốt. Mình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh em hỏi là em máy này sẽ có khả năng chiến game không cao đúng không?
thì mình sẽ khẳng định là em máy này sinh ra để làm việc khả năng chiến game không phải là không cao, là nó không phù hợp. Những em máy business laptop thường sẽ có một thời lượng pin rất là cao, thì đặc biệt là em HP EliteBook X360 này, nó có dung lượng pin là 72 Wh và thời lượng pin của nó lên tới 7 tiếng, thì đó, nó đủ một ngày làm việc của các bạn luôn. Vậy là mình đã chia sẻ cho anh em xong về business laptop. Anh em có muốn sở hữu cho mình một chiếc laptop dạng này hay không? Đừng quên tham khảo hai máy HP EliteBook X360 1030 và 1040 đang được bán tại Thế Giới Di Động nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Laptop và chia sẻ cho bạn bè nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.